Như vậy là sáng nay, trên 10.000 thí sinh của tỉnh Vĩnh Long bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 với hai môn thi là ngữ văn và toán. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Vĩnh Long. Trong sáng nay, các thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Năm nay, tất cả thí sinh phải để vật dụng cá nhân cách phòng thi 25m theo quy định mới, nên ngoài đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong công tác coi thi, các điểm thi còn bố trí cán bộ quản lý đồ dùng của thí sinh tại khu vực tách biệt phòng thi, đảm bảo an ninh trật tự khi các em gửi và nhận vật dụng cá nhân. Tất cả cán bộ coi thi đều có mặt đầy đủ và làm đúng cái quy định về vật dụng mà các em không được mang vào phòng thi đã được bố trí cách cái chỗ các em thi là khoảng 50m. Tình hình thi diễn ra sáng nay đảm bảo đúng quy chế. Trong kỳ thi này, tỉnh Vĩnh Long có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi. Sở Giáo dục Đào tạo điều động hơn 1.600 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi. Lực lượng thanh tra của Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo túc trực tại các điểm thi. Khu vực để vật dụng của thí sinh được bố trí đúng quy định. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm thi thực hiện tốt. Thí sinh phấn khởi sau ngày thi đầu tiên. Ngày thi đầu tiên thì công tác tổ chức thi cũng đã thực hiện theo đúng cái kế hoạch của hội đồng thi cũng như là ở các cái điểm thi. Công tác phối hợp để đảm bảo an toàn cho kỳ thi thì được rất là chặt chẽ. Việc mà quản lý cái đồ dùng, vật dụng của các em ở các cái điểm thi thực hiện đúng cái phương án thanh tra sở và đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cái sự phối hợp giám sát lẫn nhau để thực hiện tốt nhất cái quy chế của kỳ thi. Hôm nay thi xong thì em cảm thấy rất là thoải mái, đề thi thì vừa sức. Em thấy đề văn rất là hay. Em chuẩn bị khá là kỹ, tại vì năm nay là năm quyết định của tụi em. Đề thi năm nay thì em thấy nó cũng tương đối, thầy cô ôm cũng khá là sát. Em thấy làm bài là tốt. Kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 39 thí sinh vắng thi môn ngữ văn và 40 thí sinh vắng thi môn toán. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,61%. Ngày mai, các thí sinh dự thi bài thi tổ hợp và môn ngoại ngữ.